Dạo này á, anh có những chuyện con Dương nó thấy lạ lắm á. Khổ ghê đó, anh già rồi, chắc là con Dương đó nó hay tiếp xúc với mấy ông khách mua sản phẩm của nó, cho nên nó nghĩ là ai cũng dẫn đục đen tối như mấy ông khách vậy đó. Mấy cô gái bây giờ á, ranh dữ lắm, gừng càng già càng cay mà. Người ta gọi là tiểu tam gì đó, lưới tình bủa dây. Rồi á, trói anh lúc nào anh không hay á. Rồi. Nó đẹp lắm, cảm ơn anh. À, mình thổi nến đi em. Một lần nữa, anh chúc mừng sinh nhật em. Em mời anh. Em à, em thương anh và thông cảm cho anh nha. Ở trong thời gian này rất là nhạy cảm, không được khinh suất. Anh còn quá nhiều việc cần phải giải quyết, không đơn giản chút nào hết. Cầu mong trời Phật cứu vớt gia đình con. Thằng kính con không phải là người xấu, nó không cố ý đụng chết người. Tôi gửi anh tài liệu này. Chiều nay cơ quan có cuộc họp kiểm điểm các cán bộ lãnh đạo. Bây giờ tôi về phòng để kiểm tra và chuẩn bị cho chu đáo hơn. Anh cứ từ từ coi tài liệu nghe.